Anh em đã đến với kênh Mai Vàng Hữu Nghị của mình, thì hôm nay là mình sẽ tiến hành là trồng cây mai này đi nha anh em. Thì cây mai này hôm trước mình cũng có giao lưu với anh em đó, thì mới vừa xịt sâu luôn nè, đụng anh giờ này nó quăng anh sắp chết rồi, thôi kệ đi. Thì hôm trước thì mình có giao lưu rồi, nhưng mà nói chung thì cũng chưa hợp giá được nên thôi mình tiến hành trồng đi nè. Xài cây mai đẹp mà, để anh em nào có duyên thì mình sẽ giao lưu sau. Mắt thì mình sẽ tiến hành là tháo bằng keo nó ra cái. Cái này thì về cơ bản rồi. Về cái bộ đế anh em thì nó đã đẹp rồi. Là đủ từ đủ tới dư đế rồi. Nên chắc chắn là mình sẽ không phá bầu nhiều. Tại mấy hôm nay thì mình cũng phá hết cái vàng bầu ngoài kia, cũng mỗi tay cũng mệt tay rồi. Thì cái này chủ yếu là mình úm rễ nó trở ra rễ màng thôi anh em. Phá một phần thôi chứ không phá hết, tại cái này khi mà rễ nó đủ rồi mình không có cần. Tính phá một phần thôi nó rễ bầu rồi. Cái bể này cũng tốt chứ không phải xấu nha anh em. Tại nè anh em thấy không, cái vàng đấy nôm đang đi theo ý của mình nè. Thì này mình cho nó nôm hơn xíu nữa. Dán này thì dán thú nha anh em, tại mục đích của mình á là mình lấy cho những con rễ này đều ra nè. Hôm trước giờ mình bỏ ngoài nắng, bỏ tầm khoảng nửa tháng này nên nó hơi, anh em thấy con rễ không, rễ mạng cháy hết trơn này, còn những con rễ chính thôi, rễ chính thì vẫn bình thường nè anh em, rễ mạng vẫn tốt bình thường nha anh em. Mình bỏ tầm khoảng nửa tháng này mới tưới nước nãy đang cho nó dễ sửa đó. Tại cái kiểu là mình mấy nay cũng bận nên thôi chưa trồng mới được, đang trồng tập trung trồng vườn ngoài hè. Thì nè cây này thì rễ xung quanh nó đã đủ rồi anh em, thì cái mục đích chính của mình đó lấy thêm cái nhận cộng rễ này cho nó ra đúng nơm nè. Chứ mai của mình thì thường là nhiều anh em cũng có coi clip trước vợ mình á, thì đa phần là đế từ đủ tới dư nha anh em, không có thiếu, cắt bỏ không hoài. Nếu cây nào thiếu là mình sẽ tiến hành là quăng bỏ. Cái trồng lâu dài về sau nó nói chung là phí lưu đất, chắc là cực kỳ cứng. Tầm khoảng nửa tháng này mà bỏ ngoài nắng nữa, không tưới nữa. Tại mình thấy là mình khi mà mình có ý định là mình trồng là mình sẽ tiến hành là ép luôn cho nó bị cái kiểu như là cho nó già lá anh em. Nước nồi này nè mình cũng hạn chế mình vô nó nữa. À, đây con rễ thôi, mình biết nó đang cắm xuống nè, bây giờ mình muốn kéo nó ra nè. Con rễ này, con rễ nói chung nó nhỏ nhưng nó quan trọng nha anh em, tại nó là một phần của cái đường này ra nè. Sau này nó đều á, nó ra con thú nôm mà nôm khủng luôn á, chứ không phải dạng nôm dạng thường đâu. Hôm nay muốn thú thì chơi thú, muốn nôm chơi nôm, muốn thú bốn chân thì anh em cắt bỏ, nhưng chắc chắn là không có anh em nào mà ẩu như vậy đâu. Nếu chơi cái này mình chơi bốn chân thôi luôn thua. Này đang ra nôm vậy nè. Nói chung thì cái kiểu mà dư rễ á, anh em mình muốn chơi theo kiểu nào cũng dễ hết á, còn thiếu rễ thì chơi không nổi, thiếu rễ biết lắp thôi. Còn cái rễ nhỏ gì không đó còn khó chịu vậy đó. Rồi hoàn thành nha anh em, thì sẽ có hai cách để sửa cái này. À, anh em thấy không, đất mình bư nó còn nằm ở dưới cái vàng rễ này nè, nó còn nằm rất là nhiều luôn nè anh em. Nhưng những cọng này đã được, nó to nó lực rồi, mình sẽ không cần thiết nữa, mình sẽ lấy những cọng mà thiếu thôi. Ví dụ như cọng này đất thì nãy mình moi ra nó sao đó, giờ chim vô lại vậy nha anh em. Cái nữa lấy cắm dừa mình đúng á, thì bắt buộc phải những cái con rễ này phải nó nằm sát mặt đất mới được nha anh em. Tại nếu mình lúc trước á, mình mà có rảnh á, mình tại trước đây mình không có rảnh nên mình moi cây này ra nó nằm dưới đất mà, nên mình tiến hành là mình để đại nó luôn, mình không có biết rễ nó nằm đâu sao á. Tại trước đây có chụp hình lại cái là thôi, tại lúc mà còn nhỏ chụp hình còn nhỏ, còn giờ nó bự rồi. Bây giờ nè anh em thấy không, khi mà mình moi ra như thế này banh ra nè, nó mình chiêm vào đất vô, thời gian sau nó đi theo cái đường ngoài đây nó mới nơm xuống. À, cây bao đẹp thì không đây. Cái đế thú này mình nôm theo kiểu này thì anh em biết nó đẹp kiểu nào, kiểu cỡ nào đó. Trước giờ thì anh em thấy là thường là
cái cây mà nế nơm chật một cốt đi nơm á, quá thường này, nói chung quá bình thường này. Tại vườn mình nhóc này mình giao lưu trước đây, mình giao lưu nên cũng biết và mình trồng cũng nhiều đó, anh em cũng thấy rồi. Nhưng một số anh em sẽ thích cái thú, một số anh em sẽ thích cái nơm nha anh em. Mình mục đích của mình là sau này mình để cho cái này là cái đuôi nữa nè, đít nữa đó. Đó, cả sau này anh lấy cái em, nếu mà anh em thích nữa anh em lấy cái cứa nhẹn cái lấy cái nhánh rồi rồi cây đó anh em nghĩ đi, con thú này nó có xấu đâu. Với lại á, khi mà trước đây nè anh em thấy không, nơm ra đây nó bài ra rất là bự, bây giờ mình sẽ làm cho nhỏ lại cho sau này nó gọn chậu bứng bầu dễ. Thứ nhất là bứng bầu dễ, thứ hai gọn chậu, còn cái thứ ba đấy nó sẽ điều hòa khích lại. Tại trước đây mình trồng ngoài cái clip nè anh em, nên nè bấm xuống rồi đó, bự cái chậu nó tài nè anh em thấy không, này cho nó nằm xuống nó mất lên nè. Nếu mình cho nằm ngang nó cũng được nữa, nhưng mà nằm ngang thì mình thấy cũng không bắt nó. Tại trước giờ là có một số kiểu, nói chung thì nhiều anh em đã làm, cái nào mà anh em làm nhiều thì mình không thích làm theo kiểu đó nữa, trừ những cái mai mà đến không thì có một kiểu đó làm thôi. Chứ trước mắt mình phải bư hết cái dạng này ra anh em. Cái này nói chung thì cái này trước đây lúc nãy á mình đâu có tính dự tính là bư nhiều như này đâu, để nguyên đó luôn, mình lấy cái cọng gãy lần đó ha là xong ha. Còn giờ nào lỡ bư thôi bư luôn, chỉnh sửa lại xíu anh em, cho nó nơm, phải nơm cho gắt gắt xíu, cho nơm kiểu mà nơm vừa vừa thôi, mình cũng không thích nữa. Sẵn đẹp phải cho đẹp luôn, chứ không có cho mà đẹp kiểu nửa mùa á. Đó, nè thấy không, những ông gãy nè, nó bấm xuống nè. Bắt buộc á, mình phải bắt buộc nó bàn ra hết nha anh em, chứ đừng có cho nó bấm xuống. Bấm xuống cây mình không đẹp, tại nó không có đều quá, sẵn sửa. Tại nói chung là mỗi lần sửa lần khó đó anh em. Thì anh em muốn đẹp cái cây mình rồi, quyết nhất và độc nhất á, thì anh em moi ra. Tại thường á, cây mai mình mà anh em thấy mà cái dàn đế như này thôi nó đẹp đó. Có nhiều gãy đó anh em thấy đẹp rồi, khi mà anh em moi ra hết nè, gãy nó còn nữa nha anh em. Thì hồi trưa mình có bứng một cây giao lưu mà mình quên quay lại cái clip. Những cây giao lưu đó tại trước đây thì mình nói chung là có nhiều anh em cũng lại vườn mình và mua. Cái cây đó mình cũng thích cây đó đó, nhưng mà mình đã nói giao lưu với ông anh ở bên Trà Vinh này, thì nãy mình có bứng giao lưu với ảnh này. Anh cũng trở về, giờ này chắc theo như mình nghĩ cũng gần tới nhà đó. Tại thường là một số anh em cứ mình sợ, nhiều anh em sẽ nghĩ là mình để đây nuôi không bán á. Nhưng thực chất là cây nào mình bán thì nó bán anh em, chứ mình không có giữ lại. Tại bán được rồi. Nói chung bán được một anh em mà uy tín của mình thì vườn mình thì nó cao hơn. Nhưng nên mình nói chung là rất là thích là giao lưu hơn. Chứ kênh mình đang nhỏ mà, giao lưu nhiều thì kênh mình thì mỗi ngày mỗi lớn nữa. Anh thấy không? Gãy nó đi không theo ý mình. Gói nhau dàn dứ nè. Còn nhiều anh em á, nếu nói chung á thì cái dàn rễ này sẽ có nhiều anh em sẽ thích là nói cái kiểu là thôi thì vũ hoặc là vũ ra hết hoặc là cắt ngang tới đây. Theo như mình thấy á, những cây khác á thì mình cắt ngang tới đây được nha anh em. Là những cây đấy bàn với nơm á, đâu đấy bàn á cắt ngang tới đây nuôi lại dàn rễ mới. Nhưng đối với cây này á không nên, thấy hết nha anh em. Rễ ra đẹp rồi mà giờ mình bỏ là uổng lắm. Như nó nơm á, nói chung là cái vàng nơm nè, rễ nó luôn không thua bao giờ thua vàng vàng anh em. À, sau nãy giờ mới xịt có một xíu nè, rất lệch bệt. Thì mình xịt là thằng vui gầy ghẹp. Thì nói chung anh em nào có thích mà làm xịt theo cái kiểu của mình á, tại mai thì thường mình cưng, mình sẽ xịt cái thằng vui gầy ghẹp thì nó nằm ở dạng sữa anh em. Thì nói chung xịt rất là mát. Cưng cây thì mình bắt buộc phải kiếm nào thôi, trừ khi là nói chung làm xịt hai lần sẽ đổi thứ với thuốc khác. Thuốc khác thì nó kiếm, nói chung là mình vẫn kiếm thuốc mát như mình xài. Thì cái thuốc mát của mình thì mình luôn sẽ đổi qua cái thằng siêu diệt nhanh sâu. Thì nói chung thì nó, cái thằng vui gẹp thì nó ngồi được sâu đục thăng. Bởi vì trước đây á mình chưa xịt á, thì nói chung là sau một thang nó cũng nhiều lắm, cái mấy cây đứt ngang nó anh em thấy mà
nhóc hết. Còn bây giờ thì nói chung là đỡ rồi, hầu như là hết, nó hết rồi. Nói chung sau đục khoan này em thấy gì cho thấy nguy hiểm lắm đó. Nó cắn ác lắm. Nó cắn cái nhánh không nghe thì không sao, nhưng mà khi mà nó cắn ngang, ví dụ nè, từ đây ra đây cắn ngang đây cái nè, rồi làm hại nó gãy ngang đó. Bây một số anh em thường á, mình cũng có để ý đó, tự nhiên nói cây mai của mình từ tại sao mà tự dưng mà cây mai của mình nó bị cháy lá, nó tự nhiên nó cháy hoặc là nó héo lá hết nó, mà cái khúc dưới này vẫn tốt mà khúc trên nó héo đó. Nguyên nhân chính nè anh em, cái nguyên nhân chính là còn dễ nhất là bị sâu đục thăng, chắc chắn là do sâu đục thăng. Nên ở dưới là ở dưới nó tốt, và ở dưới nó nói chung là tươi tốt bình thường, nó xanh đó, còn ở trên thì nó cháy lá. Nó chắc chắn như này một điều là bị do sâu đục thăng nè. Giờ mình nhét rồi đó. Nói chung mình trồng cũng không có kiểu kỹ như anh em khác, trồng kiểu là sau này đẹp rồi được ha. Nói chung thì anh em nào cũng muốn là trồng sau này đẹp, còn anh em sẽ có một số anh em á trồng rất là kỹ thì mình rất là thích cái kiểu trồng đó, còn mình thì mình hơi ẩu đó nên chấp nhận cũng chịu thôi. Tại thường á, trước đây mình có trộn đất vô anh em, thường là mình lên chậu và những cái cây mà đất nó ở dưới không phải là đất, cái mô nói chung là mô, cái mô nó không ấy, không đẹp. Còn cái này về cái độ tàn anh em à. Còn cái này sau này cái tàn của nó là mình nuôi, sẽ nuôi rất là đẹp anh em, tàn cứng chân. Nhà đế này đáng lý phải sửa tầm khoảng từng lễ trước ngon. Anh phải dùng cái kéo này, đừng bấm vô mấy nút ngừng nha, phải tắt cầm thôi, cầm anh đừng đụng như gì á. Camera này mới nên chưa gành nha anh em, thì anh em thông cảm qua bỏ qua. Giờ cái kiểu này là kiểu sắp gãy lại nè anh em. Đất bơi gì bỏ ác thiệt, bỏ tầm có nửa tháng nay ha, không tứ gì nọ, chứ bỏ ngoài nắng gì nọ, nắng nói chung nắng mấy nay cả anh em coi cái xung quanh cái vườn mai của mình kìa anh em mà chán luôn á, khô néo tùm lum chứ. Có những cây mình đã bán cho anh em á thì mình chăm thôi, còn những cây của mình thì bỏ cho khô luôn nha anh em. Ăn mục đích của mình là tiến hành đem qua vườn trồng á. Anh em thấy không, môi ra giờ cái lượng nhiên gấp lại. Thì những người mà mới biết chơi, không, những người mà không biết chơi, nhất là những người phụ nữ á, à, nhất là như ví dụ như trước đây là mấy gì với cô với bác á, nói chung là nhìn vô này thợ làm tàu lao được, những mò ra xong lắp lại cái cây củi như này trồng ở cực khổ kìa. Nhưng từ khi mà hiện nay mình nói chung là giao lưu được số á thì có cái nhìn khách quan hơn, và những cô gì chú bác cũng cảm thông hơn, nói chung là rất là vui nha anh em. Và nhiều anh em ủng hộ kênh mình á, tại nói chung là giờ cô gì chú bác cũng có lâu lâu cũng có người mở lên xem, nói chung là vui lắm. Tự nhiên người thân mình mà mở lên à, cái tiêu đề đầu tiên mình là chào anh em đã đến với kênh Mày Dạng Không Nghĩ đó, mình nghe cái tự nhiên cái mình cũng sững sờ, lâu lâu cũng sững sờ lại nha anh em, tại người thân mà ủng hộ mình như vậy á, nói chung là rất là vui. Nhưng trước đây cũng cảm ơn anh em, trước mắt là cảm ơn anh em trước, tại nói chung là không nhờ anh em thì cũng đâu có ngày, cái kênh mình cũng đâu có ngày hôm nay đâu. Nói chung là anh em cũng comment và chia đóng góp ý kiến cho mình và mình phát triển kênh mình hơn á. Nói chung thì cũng nhờ anh em nên rất quý anh em. Dàn rễ đây nè, nói chung là dàn rễ này quan trọng nha, phải tính kỹ các bạn cái. Mùa nông lớn đó, ép nhau nè. Anh em thấy không, xung quanh là rễ nào cũng bự vậy nè, nhưng cái dàn rễ này nè, nó nhỏ đó, giờ phải xử lý nè. Để bỏ. Hết dàn này anh em lấy chừng 2 cộng là đủ rồi. Nhưng mà theo như mình á, tại dưới đây nó hơi rộng nè, nên mình sẽ tính theo chưa tính được, chứ không phải là xíu nữa còn nữa. Chứ mình không phải là mình không có dám bỏ nè, chắc chắn sẽ bỏ đó, nhưng trước mắt đó, mình sẽ tính lại cái dàn bên đây. Bên đây nè, nó chuẩn bị cái bước quan trọng nhất mình đi đường bên đây nè.
này mòng đúng thú không, chỗ nào cũng có rễ. Nói chung là thú gì nữa, giờ ra nơm luôn, nơm mình nơm cái kiểu cứng ngắt luôn rồi đó. Nhưng cây này thì nói chung là mình, theo như mình nghĩ là có thể là mình để lại chơi nha anh em, trừ khi những cái này mà tâm đắc nhất, thích đế thú nhất này nọ thì mình sẽ giao lưu. Nhưng mà ý định của mình là sẽ để là cây này để nuôi sẽ tốt hơn. Tại trước mắt mình nhìn cái mình ghiền đó, à đấy. Chưa sửa xong nha anh em, sửa xong mới giữ nữa. Bởi vì thường á, anh em mà coi những clip mình á và làm theo những mình á, nói chung với anh em á, sau này cây mai của anh em là không có thua cây mai mình, chắc chắn sẽ hơn. Nói chung là mình sẽ cái cách nào để làm cho mai anh em đẹp á, sau này anh em cũng quay lại cũng nói trước đây Mai Vàng Hương Nghị cũng đã góp ý kiến cho mình, và bây giờ mình đã hơn kênh Mai Vàng Hương Nghị, thì cái điều đó đều nghĩ mình rất là mong muốn anh em. Đối với những cái này mới biết chơi á, chứ những anh em mà cầu thủ thì nói chung là chắc chắn một điều là sau này Nghị sẽ rất là biết ơn anh em khi mà anh em đã chia sẻ ý kiến. Nói chung là rất biết ơn anh em luôn á. Tại nếu không nhờ anh em chia sẻ ý kiến, thứ nhất là góp ý kiến cho kênh mình, ví dụ như trước đây nè, âm thanh nhỏ này nọ đó, nói chung là mình sẽ nói chuyện tốt hơn, không ngại. Thường anh em nói sao mà tại sao mà không nhìn vô camera thẳng á, mình làm gì cây mai chứ đâu phải mình làm gì mình đâu anh em, sao lại nhìn vô camera, sao mình làm về chủ đề cây mai này được. Đó, anh em ví dụ như mình đang sửa rễ, mình nhìn vô camera xong mình thấy rễ để mình sửa, bắt buộc là phải nhìn vô cây mai anh em. Hoặc là mình giới thiệu, thường là mình giới thiệu cây mai này cây mai kia này nọ đó, nên nói dùng gì thì anh em cũng có gì thông cảm cho mình. Nè, con rễ này cắt bỏ đầu rễ luôn anh em, không cần dài quá, đây nó tự nhiên là nó bấm xuống rồi. Tại này nó cũng chắc có mình lấy đây đầu cũng hơi chạy xíu, mình bấm bên kia sau, trước mắt là xử lý cái dàn rễ này trước. Ví dụ như hai cây nè, tại dàn của nó còn nhiều nè anh em, thì cho cây này xếp đây luôn. Nè, nó hai này nó bự lên là nó khít nhau mà. Cây lạc này thì là sửa cái mai nhỏ ngoài, có cây keo này thôi nè. Cây này thì nó là cây mai VIP nên chắc chắn là mình sẽ tiến hành là ta keo đi. Trước giờ là cái cây, những cái cây khác nha, nó bự hơn cây này nữa, mình chơi là mình không tha keo. Nhưng cây này thì mình thấy mình ưng mắt quá nè. Này là dạng thú VIP nha anh em. Thì mình có một cây VIP ở ngoài kia, thì nói chung là có anh trai cũng ở Tiền Giang cũng có ý định là giao lưu với mình rồi đó. Thì mình đang đợi khi nào mình cầu xong là cây mai đó sẽ thuộc về anh ấy. Nói chung thì mình giao lưu mình nhắn cho để rễ ra vườn anh em. Ví dụ như cây hôm nay thì mình có anh Hùng ở Tiền Giang, thì mình đã nói chung đâu ở Trà Vinh chứ. Nói chung thì mình đã cho anh ấy rễ thì tầm khoảng tháng hơn, vẫn ok, vẫn vui vẻ thôi, không có gì hết. Tại nói chung là anh em cũng chưa có thời gian á, mà anh em thích cây mai đó, nếu mình anh em mà không chốt nhanh thì chắc chắn sẽ có anh em khác chốt. Nên vấn đề đó thì mình cũng thông cảm, nên nếu anh em có chốt trước thì mình sẽ nhường, mình sẽ để lại cho anh em, và trong thì bao tầm khoảng thời gian thì mình sẽ báo cho anh em biết. Khi mình báo cái cây đủ sức á, mình sẽ cho anh em bứng á. Nói chung uy tín là đặt trên hàng đầu nha anh em. Tại thường á, nói chung á, nhiều cây mai á, thường mà có một số anh em nói chung là không có thích nhìn vô cây mai anh em á, trời ơi cây mai như này mà cũng đẹp, nó đẹp gì mà đẹp. Nhưng đối với anh em khác á, một số anh em khác á, nhìn vô cây mai đó ghiền lạ vậy đó. Mình cũng gì nữa, ví dụ như mình thích đế thú như này nè, còn một số anh em thích đế nôm, ui ba cái này như cây này mà ai mà mê, thấy không, khác nhau hoàn toàn rồi đó. Còn nếu anh em thích đế như mình á, nhìn vô nói cái mai này quýt thiệt. Thì thường là những cây mai đẹp đẹp á, những anh em mà thường á có đã vô lưu với mình hoặc là vô lưu với mình á, thì thấy cây nào mà đẹp đẹp á, thường anh em cứ nói chung là những anh em đó chốt thì mình nói chung là rất là thoải mái. Và những có cây, những cây mai đẹp hơn thì mình cũng giới thiệu cho anh em đó hơn, chứ mình không có giống nha anh em.
Nói chung là mình giao lưu được một cây là mình được nhiều thứ lắm. Thứ nhất là uy tín của cái kênh, trước mắt là mình khoái nhất là những anh em mới cầm main kênh một kênh mình nè, cho kênh mình phát triển hơn. Là những cây gồng rễ này anh em, em nhớ chú ý nha, không quan trọng đâu, em để là nó không có lớn cây đó. Nhưng gồng này thì để được nè, gồng này bỏ nè, bỏ đi, để là nó xấu cây chứ không gì. Còn này lấy nè anh em, nè anh em thấy không, những cái đường này nè nó chia nhau đều hết nè, hồi nãy nó gói á nên nó nói chung không lớn. Còn cái dạng này nè anh em thấy con này gói sau này á, khúc này nó bự nhau, nó khít nhau à. Bây giờ anh em cứ yên tâm không cần thiết, hoặc là nếu anh em muốn mà chơi kiểu mình muốn sau này cộng lệ lực á, trong cộng này anh em cắt bỏ cũng được, nhưng mà đối với mình á sẽ không cắt nha anh em, tại sau này mình muốn cho nhanh liền khói á. Như cái này như là mình thấy nó nghiêng về bên đây nhiều hơn à. Rồi anh em ôm xuống bỏ đất này bớt. Làm sao cho nó đều đều anh em, tại cho mai mình lỡ đẹp đẹp được chứ. Khi mà cây mai xấu thì mình sẽ sửa kêu xấu, thì mai mà đẹp mình sẽ tính sao đẹp. Nên nào trên đây thì mình sẽ, nói chung á thì đầu tiên anh mình, nói chung ai quắt buộc phải sửa từ trên đây sửa xuống nè. Cái cọng rễ này thì vì một điều là nguyên nhân của nó là mình sẽ chiên vô đất vô luôn nha. Nữa anh chim bấm dừa vô đây nè, cho nó ra cái màng cho nó lớn con này nhanh xíu. Thì về cái cây này thì nó bây giờ này bắt buộc phải cắt nè anh em. Bỏ con cây này nè. Nói chung cọng nào cũng có sức sống hết, nhưng mà cái vấn đề đó thì bắt buộc cái cọng nào không thích đó, thì mình sẽ bỏ nha anh em. Không phải nó không phù hợp chứ lộn, nhưng phải không thích. Nếu cây này á, nói chung thì vườn mai mình ngoài hè quá á, hôm trước sửa cũng có gắt nhiều cây như thế này á, anh em cũng coi clip thì mình đã sửa tầm hơn 300 cây rồi. Thì thường anh em sẽ nói là mình sửa một ngày, anh em cũng sửa một ngày mấy cây á, sao mình sửa nhiều gì mình sửa ẩu hay là gì. Nói chung á mình cũng sửa rất là kỹ nha anh em, nhưng mà cái vấn đề của mình á, thứ nhất là mình đã quen với bộ rễ của nó rồi, tại khi mà bộ rễ của nó mình là người sửa nó, cái cây nào á mình chắc chắn là mình không nhớ bộ rễ, không nhớ cây đó nằm đâu, nhưng khi mình moi lên là cây rễ đó theo nào trong đầu mình nó sẽ hiện ra đây cái kiểu sửa đó. Nói chung là gì đó, nên có một số anh em vô về á mua mai của mình nó về sửa rất là lâu, thì cái lý do là mai đó là từ cái vườn của mình, thì anh em cũng nhìn vô bắt buộc đầu tiên là phải hình dung ra cái cây đó nên sửa thế nào, và sửa một xíu có thể là chỉnh lại nữa nha anh em. Thì còn đối với mình á thì mình sửa là ít khi mình chỉnh đó. Tại mai của mình mà nói chung mai mình nhìn vô cây nào mình cũng thích hết á mai của mình này sửa từ nhỏ tới lớn mà. Chơi cây này hồi sửa nó tới tối nữa đó, tại sửa cái này xong là chắc em nghĩ là tầm khoảng 6 giờ đó, hồi nãy quay clip là tầm khoảng 5 mấy rồi. Nó anh em thấy sửa một cây, nói chung là sửa cây trên mô này ruộng của mình á, nói chung là rất là nhanh nha anh em, chắc chắn em một điều là rất là nhanh, tại đó thứ nhất là mô ta làm rồi, thứ hai mình vũ rễ ra sạch, là mô ta có chàm nó lắp sẵn. Còn ở cái cây hay những cái cây trong này nè thì thứ nhất á mình còn nguyên mô, còn cái thứ hai á mình trộn cám dừa số lượng nhiều nữa đó. Còn cái thứ ba của mình á, anh đi cái cây thì thường là mình nên chậu như thế này á, thường thứ nhất là không có cây nào cái cây của mình nói quýt đến cực quýt thì mới lên chậu. Nói chung thì cây nào mà đỉnh đủ đỉnh mình mới lên chậu nha anh em, cây nào mà nói chung là không vừa mắt mình, thứ nhất đỉnh hay không á không quan trọng, quan trọng là vừa mắt mình. Nhưng vừa mắt mình thấy đỉnh thì nói chung là anh em cũng sẽ có nhiều anh em là sẽ thấy quýt như mình thôi, tại cây như này mà anh em nữa nào mà chơi nữa là thôi thua anh em sẽ thích đấy không, đừng quay chúng thỏ nha, thôi với thỏ này thỏ đây mình nuôi thả ban anh em dạng hơn cái gì nữa.
Cái này sợ manh chó hơn gì nữa. Mánh khi chơi mánh giặt. Cái này con này nó cũng quan trọng lắm đó. Nói chung là nó gãy đứt cũng không sao, nhưng mà lấy càng dài càng tốt anh em. Đó. Lấy dài cho đều những con người này á, nếu mà anh em mà lấy không đủ dài á thì sau này á gắt cơ thể nó sẽ bám xuống á. Nè, ở đây này nó đi thẳng xuống nè, bên đây cái mình lấy đất cho thẳng xuống. Nó đều vô ghế luôn hả? Gà hết ta, và bánh của gà nhìn thôi. Hôm nay camera là mới, là em gái của mình, nên nói chung là cũng lần thứ hai quay thôi chứ không phải lần đầu nữa. Nói chung còn bỡ ngỡ nhiều lắm. Quay quay thì sẽ camera sẽ không được đẹp hơn đó, anh em có gì thông cảm cho mình. Thì từ từ cũng quen hả, quay từ từ cũng quen là từ từ là quay sẽ đẹp. Nói chung là có người quay cho mình thấy bài. Chứ này không quay, không có người quay không biết mình làm clip sao nữa. Nó tầm khoảng mà khi mà nó được bằng ngón tay cái hết nè. Mà anh em sẽ nhìn cái vàng mai này thì anh em cây này thôi. Nói chung không cần vàng nữa, cây này thôi. Nó sẽ cỡ nào đó. Còn ra ngoài ruộng mình á, thì năm sau mình sẽ môi đế ra. Nói chung là môi hết nha anh em. Cái mình lấy lục bình á, lục bình cái mình lắp lại. Đó. Thì là phe đế cho anh em luôn. Nói chung là phe đấy, khi mà anh em lại vườn thứ nhất cho anh em thích, thứ hai giao lưu. Mà thường anh em lại vườn một cái định giao lưu nói chung là dễ tốn tiền lắm. Nói chung không ưng cây này cũng ưng cây kia à, tại mình đâu trồng phải một cây đâu. Nhưng nói chung là mình rất là quý những anh em ở xa tới vườn của mình á. Ví dụ như anh ở Trà Vinh hôm nay nè, từ bên Trà Vinh anh chạy qua, anh chở cây mai về, anh còn đặt đèn cây mai nữa. Nói chung thì như ảnh thì mình chấp nhận vẫn nuôi cho ảnh 1 tháng đến 2 tháng anh em. Nhẵn bình thường. Không lấy tiền gì hết. Sao tắt luôn hả vậy? Tắt luôn hả vậy? Mày múc sữa được không? Thua thì chứ. Mấu cầu máy vô đây tứ được không? Mua dây á. Mua đó mua gần nữa. Phải tứ được luôn cái vườn ngoài kia kìa. Nãy mình lại đắng kiểm tra cái motor nó cháy luôn này. Thì nói chung là tính chiều này ăn tứ hết mấy cây mai này nè, cháy cây tứ khùng với nó luôn hết. Nhà mai này biết nhiều cây không, quên đây ra ngoài hè này. Còn khoảng mấy chục cây hả, 30-40 cây nữa hả, cộng luôn cây này anh em thì cực rồi đó, hay là cực tới rồi đó. Khổ tới nơi đó, cái thùng tứ thấy bà luôn. Đợi mua cái mua tư mới, nói chung là cũng vài bữa. Chút, cái này là cây chút, không phải cây tre nữa. Nè, đất này nó cứng. Nè, cong cây chứ. Anh em thấy không, khi mình chơi muốn có tác phẩm đẹp á thì bỏ công không ít nha anh em. Bởi thường cái giá của mình thì sẽ bán cái giá, nói chung là thứ nhất là hợp túi tiền, thứ hai cũng không rẻ.
nói chung là không cao bằng những cái vườn khác thôi, nhưng cũng không thấp hơn so với vườn khác nhiều. Tại nói chung thì những cái này công sức nó bỏ ra nhiều lắm anh em. Này mèo con rể thôi mà nó căng căng cơ gì đó. Mình thấy đất ở dưới nguyên nhân là nó mềm dễ cắm á, nguyên nhân của nó là do cái bầu này nè, nó che lại một thời gian nó mềm dưới tứ đó, nó cắm xuống. Cái này là nó đều lại đó anh em, thì chiếu nữa mình sẽ cho anh em coi tổng thể. Còn những con rễ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý để những con rễ sau này nó ra nó đúng theo ý mình và nó lực á, nó đẹp nữa. Ví dụ những con rễ màng này bỏ đi, lấy không thôi. Con nào lực nhất đó, nó dài ra đó, tiễn con đó thôi. Chỗ nào thiếu thì lụm thì mình tính chỗ đó anh em. Còn chỗ nào dư thì bỏ đi, không cần thiết. Tại cái này nữa mình tính cái đường là vô khối chứ không phải là tự dưng mà mình lấy nhiều gì đâu, đáng lý nhiều anh em khác á, những con rễ này anh em bỏ hết rồi, con này bỏ luôn đi. Đó, lấy con này, tại con đâu gãy rễ hết hồn chứ, con này lực ghê không? Bên đây nữa tứ nó còn rẽ xuống nữa, mình làm hai cái kiểu này nói chung là nữa tứ rẽ xuống là nó đều với bên kia, tại ở đây đất nó chưa được ấy nè anh em. Không có dễ đó. Thì thường là anh em thấy mà sửa, người ta sẽ sửa trên bầu á, người ta làm vẽ bầu á, đem về anh em trồng luôn á, nói chung là vẫn ok. Tại ta sửa xong rồi, anh em đem về anh em có việc là trồng thôi. Còn mình thì mình sửa theo cái kiểu của mình á, kiểu làm biến. Nói chung là sửa kiểu đó đó. Thì thẳng cho anh em luôn à. Kiểu mình là kiểu làm biến anh em. Nhưng mà sau này thì nói chung là nó không có thua gì những cây khác của anh em đâu. Nhưng mình mục đích của mình làm cho nên đỡ công sức á, tại giờ này tối à, nếu mình làm ngày mai mình cũng có việc đi đây vậy, đi công việc này nên mình làm nhanh quá thì tối nay cũng đi về làm công việc khác á. Mà tiến hành mà mình trồng lâu như thế này á thì nói chung là nó sẽ tối nay không kịp. Thứ nhất cây đẹp đẹp chứ mình đâu phải một cây đâu nên mình có nhiều cây. Còn em có một hai cây anh em sẽ quý. Mấy cây bự cắm nó đi. Cây nổi lắm. Cây thì thấy đó. Chiếu tính. Gã này hồi tính lại nó. Có cây chè kìa. Cây chè nó cắm vừa. Tại cái chè anh em thấy không thường đâu. Cây mình nó bự nhưng con rễ nó dài xuống đây nó nhỏ đây nè, nó được cái vấn đề đó đó, gãy luôn thời rễ qua cái nó gãy luôn. Con rễ nó nhỏ nói chung á không cần thiết anh em, đâu có cái gì nữa đâu nè, đang cứ đại kéo đại đi, đi thời gian lớn được lớn được bỏ chứ lấy dạng trên đây thôi. Mà nhưng cái dạng như đây thì thời gian nữa, nếu mà khi mà trên liền khối thì mình bắt buộc phải sửa dưới đây anh em. Nó cái gãy quan trọng nhất này nó là đại ca đây đó, thiếu nó là cây này nông ra đẹp. Vậy nói chung là sau này những con này nó lớn dần à, nhưng mà vấn đề giờ bắt buộc phải sửa cho đẹp trước nha các anh em. Con này nó như con này nè, bẩm vậy nguyên chính của nó đó, nó nằm ở trên đây, cái mình không có dính miếng đất nào chứ, bây giờ nó khô rồi, cái để nói chung là để ấm, à, bây giờ nó còn tư nè, nó sống trơn à, nhưng mà sau này phải kéo này ra thì bạn kéo phải được, cây cắm cho chắc luôn, sửa cái cho xong luôn, hồi chậu cắm vừa hút luôn. Thank you.
Cây này nhánh, mai nha anh em. Cây này cây mai, cái thân mai luôn nè. Trước đây mình để mình bo lại. Cây này nó không cứng, không thêm cây nữa đi. Gì cũng được rồi. Đó, cái nhánh này mình đếm đây. Đủ rồi. Hôm nay đưa ra thì sau này nó mới kích hết rồi. Mày kéo xích qua xíu. Mày sau này dẻ xuống cái này nó ấp xuống rồi. Thì nói chung là giờ các bạn là hoàn thành. Rất là đẹp. Tủ nằm nè. Nhìn thấy gắt không anh em. Cực gắt luôn á. Cây này mà nói chung mình sửa cây này mình thấy không đẹp cho mình sửa. Chứ hôm trước thì nói chung giao lưu thì chưa thì thường rồi. Như anh em đã thích những cây khác rồi. Còn cây này thì hôm nay mình sửa như cái này thì giao lưu thì nói chung là vẫn giao lưu anh em. Thì tầm khoảng thời gian chắc cũng lâu. Trước mắt mình để chơi thời gian đó. Cái này chắc có thể là mình đúng cắm dừa là nó có ra bông, để coi bông nữa nó ra mấy cánh nha anh em. Thôi thì kỹ kỹ xíu đi, tha kem nó đi. Trước giờ mình trồng cây đẹp hơn trước luôn nữa, chưa biết tha keo là gì, nhất là mấy cây rễ á. Còn ở trên đây thì thao vô tư. Ở trên nói chung là ở trên cắt, có khi cắt nhánh những cây bự của mình luôn đó. Cái cây mà hôm trước thì cái cây mà sụ đó cắt mình giao lưu với anh mình đó, thì nói chung là mình cũng có là cắt nhưng mình chưa tha keo nữa, cái nhánh bành bành nhưng mà nói chung là cái đó mình làm biến luôn á. Tại cắt là nó ra rồi nha anh em. Đó. Hoàn thành. Nè anh em thấy không? Cho anh em là coi lại cái dàn đế nè. Đế khủng không? Sửa gà nghe đây nè. Nó đi đều hết luôn nè. Còn rễ nếu mình moi vòng trong đây nó còn rễ nữa nè, nhưng mình thôi. Tới đây thôi nha anh em. Moi nhiều quá, rễ nhiều quá sửa gối đầu liền đó. Ít thôi. Chậm mà chắc chờ dưới thì nó phục hồi cây nó tốt hơn. Cái này không phải là mình không muốn vũ ra đâu, đáng lý mình vũ đó, nhưng mà đế nó đâu đủ rồi, đủ gì mình đâu cần thiết phải vũ nữa. Anh em thấy nè, mình đây nó hơi giót xuống phải không, là tại đây mình chim cứng rồi. Còn đây anh em thấy không, mình chưa chim cứng nữa, tứ như đây nó chà mình, nó tràn xuống hết nè. Nó trên đây nè, hoàng hồi sửa sửa cái đây cho nó giống điện hồi lỡ nó không tràn xuống hay sao. Anh em thấy không, đất nó nứt luôn nè. Thời gian sau còn gãy bên đây nó bự nó đều, nói chung là cây này là cái độ đều nè anh em, coi nè. Tầm khoảng chừng 2 năm nữa anh em coi hoành cái bộ đế nó tầm khoảng bao nhiêu anh em nè. 2 năm nữa đi. Nó hoành bộ đế nè, hiện tại một gan của mình nè. Một gan của mình thì nó hình như là 6 con gãy, nè 3 nè, 6. Nghĩ anh em nghĩ đi, cái này mấy chục con gãy đó thì nó có đẹp hay xấu thì anh em cũng biết mà. Về còn về cái tàn nè anh em. Cái lắc đó thì sau này mình cặp cái cây cho nó trực luôn anh em. Không cho nó lắc nữa. Nó cặp cây là lên thẳng băng lên mà, tại cây này còn nhỏ. Còn nhánh này thì nữa anh thấy dây mình gịch. Thì nói chung là cây này cực đẹp. Đồ khủng cây này thì nó không có tào lao được rồi. Thôi thì clip mình cũng làm tới đây thôi. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau, chúc anh em sức khỏe. Thì clip sau mình sẽ tiến hành là đại sau khi nào mà cây ngoài vườn của mình đó nó ra lá non đó, mình sẽ tiến hành quay cho anh em xem. Bây giờ nó nói chung thì mấy hôm nay không có tứ, với lại là mới mà mình cũng không có tiến hành, là nói chung là đẩy đại nó đi thì từ là nó tốt, mà thành có tủ gom và đưa cắm dừa vô thì từ từ nó tốt, là mình sẽ thành quay cho anh em xem thôi. Tạm biệt anh em, chúc anh em sức khỏe, hẹn anh em mới clip sau. Tạm biệt anh em.